À, vẫn còn chơi sao? Thua rồi, hết phim rồi. Chết tiệt, suýt nữa là về nhất rồi. Đúng rồi, thêm nữa đi. Nào, hãy cười lên, mau lên. Mau nào. Choáng một trận đi, đừng tha cho hắn. Mau lên, đại ca, đại ca, chuyện gì? Tôi đến rồi. Đừng ngốc, mày đến đây một mình hả? Mày muốn chết phải không? Trí tính à? Chuyện này là giữa hai chúng ta. Hãy thả cô ấy ra đi. Bố tôi nói là trong số bọn đàn em, mày là số 1, còn tao chỉ là số 2 thôi. Tao không tin đâu. Bạn gái của Giang rất hấp dẫn. Mày có thể cướp cô ta nếu mày đưa tao địa bàn và cánh tay phải của mày. Nếu không thì kể từ ngày mai, hình quả thân của cô ta sẽ có ở khắp nơi. Mày muốn địa bàn và bàn tay phải của tao hả? Qua mà lấy đi. Chết nè. Chết tiệt. Xuống kia có chuyện phía sau. Hãy đến Philippines. Tôi đã xem bản hợp đồng. Xin lỗi đã gây rắc rối cho anh. Anh nói gì vậy? Tôi mới là người phải xin lỗi đi. Tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào nữa. Chú Tôn à? Chú Tôn. Tìm chú Tôn hả? Ông ấy đây nè. Anh tên này là gì? Nhà bếp hả? Hay là phòng khách? Đây là cuộc sống mà ta đang nói đến. Anh không chú ý đến chỗ này được. Mẹ nó cần gì vậy? Anh là đại ca hả? Ta nói chuyện đi nào. Anh muốn nói chuyện gì chứ? Đại ca của tôi muốn mời anh đi uống trà. Tôi là người giết anh ta, không liên quan đến những người khác.
Hắn tháo họ ra đi. Chàng trai trẻ à, có vẻ như anh không hiểu rồi. Một con heo đã chết thì chỉ là đồ vô dụng thôi. Cho dù là gì đi nữa thì khỏi cần giải thích nữa. Là gì tụ tập ở đây vậy? Chúng tôi đang thụ lý một vụ án. Ngồi xuống đi. Tụi nó ngồi xuống. Tôi chắc là các người đã biết đây là gì rồi. Tốt hơn hết là đừng xen vào. Nếu không thì đừng trách. Đây là chuyện gì? Vụ gì hả? Ngồi xuống. Giơ tay lên. Trương An Tuấn, anh bị tình nghi đã giết hại Trần Chí Tính. Anh đã bị bắt. Đứng tay ra. Trương Hán Đông, anh nghĩ anh là ai hả? Còn ông là giết người, giờ ông dám đến đây gây chuyện sao? Ông không tôn trọng tôi thì cũng phải tôn trọng luật pháp chứ, hiểu chưa? Cút đi. Tôi chơi cờ với anh nhiều năm rồi, nhưng tôi lúc nào cũng thua. Sao anh lại bắt tôi chơi với ông nữa? 25019, anh sang đây. Tôi không ngờ là một người có giáo dục lại bảo vệ tôi suốt 3 năm. Tôi không phải là người có giáo dục. Những người có giáo dục chỉ giỏi nói thôi. Tôi là một luật sư và kế toán có kinh nghiệm. Tôi là dân chuyên nghiệp đó. Những người chấp pháp cần sự giúp đỡ của tôi, cho nên họ cho tôi quyền đặc biệt. Còn về phía bọn xã hội đen, họ muốn tôi làm cố vấn pháp luật nên họ rất tôn trọng tôi. Vậy đó. Khi nào ra khỏi đây, anh đã nhớ điều đó. Mỗi khi gặp chuyện, trên hết là đừng làm gì trái lương tâm. Thứ hai là hãy tập trung vào vấn đề và những người có liên quan. Hiểu chứ? Được. Bộ cánh này hợp với anh đó. Dạ, của anh đúng là có khiếu thẩm mỹ.
Sao đông người quá vậy? Có tin là tân sinh có thể gây rắc rối với anh, nên tôi đem theo bọn đàn em đến. Thằng mập, tránh đường. Mày không cần tay mày nữa đâu. Hãy cảm ơn tao đi khi mày vẫn còn sống. Tao không cho qua vụ này đâu. Tao đã ở tù 10 năm rồi cho tội giết con trai của ông. Ông cho đàn em vào tù xử tôi và suýt nữa phá hỏng lệnh ân xá của tôi. Tôi có thể bỏ qua. Giờ ông là người phát ngôn của hội đồng thành phố. Hãy nghĩ đến tình cảnh hiện giờ của mình. Ông phải tuân thủ pháp luật. Nhưng tôi không sợ ông đâu. Hiểu chứ? Nhớ đó, cứ ngồi mà chờ xem đi. Tránh đường. Đại gì? Đi thôi. Các anh em, theo tôi. Tôi muốn về nhà và là một người bình thường. Không phải là tôi không có tình nghĩa. Tôi chỉ muốn đi con đường khác thôi. Tôi hiểu. Bất cứ cảnh sát nào cũng có thể bắt anh tôi, chứ ông không được. Ông có nhớ ông nói gì trước khi mẹ qua đời không? Ông nói ông biết cách làm cha. Không sao cả, nhưng ông đừng bắt tôi phải ghét ông. Mẹ, ta đến trường thôi. Tuấn à, con quên đem theo đồ ăn trưa rồi. Mẹ, mẹ không khỏe hả? Mẹ không sao cả. Đi đi. Nhớ coi chừng em trai đó. Con biết rồi mẹ. Mẹ sắp nhập viện rồi, con phải ngoan nhé. Dạ. Nhớ dọn dẹp phòng của con và em trai của con nhé. Con biết rồi. Mẹ đi đi. Này, đồ khốn. Chết tiệt, sao anh dám đột nhập vào nhà tôi như vậy chứ? Anh dám coi thường luật pháp vậy sao? Ra khỏi đây ngay. Nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đây là nhà của tôi. Cái gì? Tôi sống ở đây đã lâu rồi. Còn anh, anh là con trai lớn của ông Trương phải không? Phải.
Tôi xin lỗi, xin lỗi. Chuyện là thế này. Khoảng 7-8 năm về trước, bố của anh thương tình chúng tôi nên đã thu nhận và cho chúng tôi sống ở đây. Ông ấy đang chỉ tốt cây ở bờ sông. Ông ấy sống ở đó. Ông ấy tỉa cây hả? Con về là mừng rồi. Chú ơi. Chú hả? Gọi là anh được rồi, tôi không có già đến vậy đâu. Chúng tôi đang thanh lý hàng. Thế cái gì cứ lấy đi. Anh muốn gì hả? Tú à? Tú, mau lên. Cái gì vậy? Ai mày cho cắn hay sao? Mày la quà gì? Thật là xấu hổ. Đâu có bị gì vậy hả? Này, em cũng hấp dẫn như cô ta mà. Gì à? Con về rồi. Nhìn con kìa. Trông con có vẻ rắn rỏi hơn. Cuối cùng con cũng về rồi. Được điếm. Cảnh sát đi. Đừng có dài thời gian nữa. Hãy mở cửa ra đi. Nhìn gì vậy? Tôi cũng như mẹ của anh thôi. Tránh ra. Đừng cản trở cảnh sát làm việc. Nếu muốn chơi ba người thì mời vào. Thưa sếp. Tôi nghi ngờ hai người có hành vi mua bán mại dâm. Để giấy tờ tùy thân đi. Mau đi đi. 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 Anh đi đâu vậy? Nếu muốn bắt thì hãy bắt tôi đi. Thưa sếp. Được. Mặc quần áo vào đi. Không. Bắt tôi đi. Được. Kích thích quá. Thật là phê quá. Anh muốn gì? Nè, nhớ mang theo quần áo dự dày của tôi. Nhớ đi cả chứng cứ trong thùng rác. Nếu không có bằng chứng, tôi sẽ khiếu nại đó.
Tôi sẽ đợi anh ở sảnh. Mau lên nhé. Tôi bảo anh ra đó để làm quen với địa bàn. Sao bắt cười vậy chứ? Đây chính là vụ nhỏ thôi. Hãy tạm quấy đi. Thưa sếp, ở học viện cảnh sát, các sếp đã dạy chúng tôi, nếu các hành vi buôn bán mại dâm, cờ bạc ma túy được xem là các vụ án nhỏ, thì chúng ta sẽ bỏ qua các tổ chức tội phạm đằng sau. Tôi thấy nên thẩm tra cô ta. Vậy anh có được dạy nếu như mang súng và đạn thì phải tuân thủ theo điều lệ không? Có thưa sếp. Có vẻ như anh không hiểu biết gì cả. Mục đích của chuyện đó là để cho anh biết phải bảo quản vũ khí thật kỹ. Đừng có quan tâm đến hành vi buôn bán mại dâm của người khác, hiểu chưa? Mau lên. Qua đi. Qua khai cho kỹ. Có nhiều chuyện không làm để đi làm điếm. Anh ấy điều tra cho rõ. Tôi là người đi mua dâm, anh ta mới là đi bán dâm. Anh đang nói cẩn thận, coi chừng tôi kiện anh đó. Giờ tôi sẽ lấy lời khai của cô. Tên, tuổi, địa chỉ. Tên cô ta là Tiêu Tịnh Văn, năm nay 28 tuổi. Cùng địa chỉ giấy phó đội trưởng của anh. Còn anh là Trương Anh Bình, phó đội trưởng ở đây. Cứ sửa cho đàng hoàng đi. Chào sếp. Sáng nay tâm trạng tôi không tốt. Anh ta là người mới hả? Phải. Không dạy dỗ à? Không phải. Phải dạy dỗ cho đàng hoàng chứ. Chuyện gì mà phải đợi tôi nhắc sao? Thưa sếp, anh gây ra cả đống rắc rối, từ trong ra ngoài. Nè anh Trần. Có. Là nhân viên công chức không dễ đâu. Nếu anh không thể giúp tôi thì hãy xin được chuyển công tác đi. Đội trưởng họ Ngô, còn đội phó họ Tiêu, tôi chỉ biết vậy thôi. Bị khiển trách phải không? Trong thời gian bị khiển trách, anh sẽ phải làm tài xế kiêm vệ sĩ cho tôi. Dẫn mấy tên lính mới lúc trước đó, họ có nói cho anh biết anh có thể ngủ với tôi, nhưng không được phải lòng tôi. Tôi đã ngủ với hầu hết tất cả sĩ quan trẻ đẹp ở chỗ của anh. Và có vài người đã phải lòng tôi. Thì thảm lắm. Có vài người bị điều chức, và có vài người cố tự sát. Này, đừng theo vết xe đổ của họ nhé. Đừng có gì lén tôi. Nếu anh muốn, tao có thể đi khách sạn. Hoặc nếu như anh đang rất muốn, tao có thể làm luôn trong xe. Nhưng nhớ văn bao đó. Đủ rồi. Đừng nói mấy chuyện này nữa. Cô không thấy mình rất là bẩn thỉu chứ gì? Tôi dám nói dám làm. Vậy mà là bẩn thỉu sao?
So với những tên thích coi phim khiêu dâm, nhà than giảng là nữ diễn viên trong đó ghê quá. Tôi thấy mình vẫn còn rất đáng yêu. So với những tên làm đủ mọi chuyện ác, thì tôi vẫn rất cao quý. Cô đã có nhiều suy nghĩ quá gì như vậy? Sao con nói với bố cô đi? Có con gái như cô, chắc ông ấy rất đau buồn. Đau buồn hả? Thôi đi. Đàn ông làm gì có tư cách nói chuyện đau buồn với đàn bà? Đàn ông có ngại kinh không? Họ không biết nỗi đau của phụ nữ khi tới tháng. Dừng xe lại đi. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau buồn. Người phụ nữ nào càng đẹp thì càng khó dụ hôn cô ấy lên giường. Chừng đi đó nha. Nào uống đi. Chết tiệt. Cô làm gì vậy? Cái gì? Anh ta chơi tôi xong rồi mà không chịu trả tiền. Mẹ tôi cần tiền làm phẫu thuật. Anh nói xem cô đang bị đánh không? Còn anh ta là người báo cáo cho tôi. Anh ta là cảnh sát. Nếu các người không hài lòng, cứ tìm anh ta. Chúng ta đến nơi khác đi. Nào mau lên. Đi thôi. Không sao đâu. Nào tiếp tục đi. Tôi bực mình anh lâu rồi. Nếu có lần sau thì tôi sẽ đánh luôn cả tên ở ngoài kia nữa. Không sao đâu. Cô muốn gì? Đánh người đó, được không? Cô cố tình làm người khác bị thương là phạm pháp đó. Tôi có thể bắt cô. Được. Để tôi giảm thêm phấn. Nhớ còng tôi nhé. Hôm nay tôi bị anh còng tay. Cảm giác phê lắm. Tôi thích. Đánh người cũng phải có lý do chứ. Tên khốn này ở ngoài thì chơi gái, về nhà đánh vợ. Nhà của anh ta là người chị tốt của tôi hồi trung học. Anh ta làm chị ấy đau buồn, tôi sẽ cho anh ta đau buồn hơn. Vậy đó. Bài học này là để cho anh biết cách phụ nữ giải quyết nỗi buồn đau. Đàn ông hãy học hỏi chút đi. Trên thế giới này còn có luật pháp, nhà cảnh sát. Chuyện thế này thì cô nên để cho luật pháp và cảnh sát giải quyết. Trên thế giới này có một loại bao cao su rất nổi tiếng. Trên đó có rất nhiều lỗ nhỏ li ti mà mắt thường không nhìn thấy. Bao cao su này có tên là luật pháp và một loại cảnh sát ngây thơ thích dùng bao cao su để phòng tránh thai. Và còn giới thiệu cho nhiều người khác, tôi tin là cách tốt nhất để phòng tránh thai là đi cắt ống dẫn tinh. Đã lâu rồi chưa nói chuyện với người ngây thơ như vậy. Tôi mệt rồi. Đưa tôi về nhà đi. Dậy đi. Dậy đi.
Đi, về nhà mà ngủ. Đừng nhớ tôi quá nhé. Hãy chờ điện thoại của tôi. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Sống một mình trong một căn nhà lớn rất cô đơn. Nhưng giờ cô đã về rồi, nơi này giống như là một căn nhà hơn. Nhưng hai người không ai nói một câu nào suốt cả bữa ăn. Con trai à, vậy là không được đâu. Con không có thân thiết với ông ấy nên không biết nói gì cả. Con có thể nói là con có thể nói gì đi. Anh làm cha mà tệ thật. Con trai của anh về nhà ăn tối. Mà anh chàng nói một lời nào? À, phải nói gì đi chứ. Anh làm sao vậy? Sao hả? Anh bị bịt miệng rồi sao? Sao em lặng vậy? Anh không quan tâm điều An Tuấn nghĩ à? Anh có thể không quan tâm, nhưng tôi thì có. Tôi mất rất nhiều công sức mới đưa được anh ra khỏi tù. Tôi đã tốn rất nhiều tiền bạc và sức lực để cho anh có được vị trí như ngày hôm nay. Đây, cũng nhờ tôi mà anh mới trở thành nghị trưởng. Tôi cũng có công lao chứ. Chứ không thì anh cũng không giữ được vị trí này lâu vậy đâu. Nghị trưởng đưa thuộc hạ đi chém người chứ thanh thiên bạch nhật thế này sao? Anh làm khó cho tôi quá. Hãy nghĩ đến chuyện anh phải làm. Nếu không, hãy báo cấp trên của anh, báo cáo hàng ngày với tôi. Anh có trách thì có lợi gì chứ? Lợi ích hả? Chứ mình anh, có lợi ích. Những người như chúng ta phải tôn trọng lẫn nhau. Nếu tôi không làm gì thì người ta sẽ coi thường tôi. Được. Nếu anh muốn báo thù thì tôi sẽ làm đúng theo luật. Nghị trưởng, cho dù địa bàn của anh rộng lớn thế nào thì ở bên trên cũng có trời. Chúng ta đã làm bạn nhiều năm, anh phải hiểu điều này. Anh là đất, còn tôi là trời. Đừng gây khó cho tôi. Trong quá khứ tôi phải nhẫn nhịn anh, nhưng giờ chúng ta ở cùng vị trí rồi, cùng lắm thì không hợp tác nữa. Cứ chờ mà xem. Cho hai ba tên thuộc hạ của nghị trưởng cho tù đi. Chúng ta phải cho hắn sợ.
Nhưng ông chủ à, đánh chó phải ngó mặt chủ nhà chứ, lâu lâu cũng phải cho chủ nhà biết tay chứ, cũng cho cấp trên xem nữa. Rõ. Tên Ngạn đi, thông minh thật, nhưng chưa đủ bản lĩnh, không đủ sức đối đầu với tên Sinh đâu. Trịnh Ăn Tuấn mới là nhân vật đáng nhắc đến. Nói từ bên ta đi. Được. Ông chủ, có người theo dõi chúng ta. Xem người đó là ai vậy? Chắc là người của chúng ta. Vậy thì kệ hắn đi. Vị trưởng, dạ nổi tiếng rồi, nhưng còn thiếu hậu thuẫn. Giải quyết Trịnh Ăn Tuấn và bố hắn, tôi sẽ tổ chức lễ ăn mừng cho anh. Đừng dùng súng, dùng dao thôi. Mang thịt của chúng về cho chó ăn. Mẹ, con là Ăn Tuấn đi. Con đã về rồi. Chú Hán Đồng rất yếu, chú ấy nói với tôi là nếu chú ấy qua đời, nhà con trai không trở về thì hãy chôn chú ấy với vợ. Chú cô nói tôi hàng năm nhớ đến thắp hương. Chú đối xử với chúng tôi rất tốt, cho nên tôi rất nghe lời. Nhưng tôi nghĩ sẽ không sao đâu, bởi vì chú ấy còn con trai. Ông chủ của tôi tìm anh. Đi theo tôi. Tôi có nợ anh cái gì không?
Một ân tình. Ân tình gì? Nếu không phải tôi bảo vệ bố anh bao nhiêu năm nay, thì tân sinh đã xử ông ấy rồi. Bố tôi là thủ hạ của anh, đây là chuyện giữa các người, tôi không liên quan. Tôi đưa anh đến đây cũng vì muốn tốt cho anh thôi. Theo lý lịch của tôi thì việc cảnh sát đến tìm không phải là chuyện tốt lành gì. Có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Ngạn là bạn của anh. Mà năm nay anh ngồi tù, anh ta cũng đối xử tốt với anh. Tôi hy vọng anh hãy làm gì đó để cảm tạ ơn nghĩa của anh ấy. Hãy giúp anh ta. Một cảnh sát bảo một người đã ra tù trở lại con đường xã hội đen sao? Anh đùa tôi hả? Không, tôi làm vậy là cũng có lý do. Đầu tiên, nếu anh không giúp thì anh Ngạn sẽ bị tên sinh hạ. Thứ hai, tôi không có người đưa tin trong băng của Ngạn. Anh giúp anh ta thì coi như làm tay mắt cho tôi. Tôi có thể làm đương manh, nhưng tuyệt đối không làm tên phản bội. Anh tìm nhầm người rồi. Em trai của anh giờ cũng là cảnh sát, và anh ta ở trong đội của tôi. Tôi đúng là có duyên với đình của anh. Làm người thì không được nhát gan. Anh hãy nghĩ cho kỹ. Thằng súng này rất hung hăng. Hắn đã giết hai cảnh sát ở Đồn Bắc. Cấp trên ra chỉ thị có thể nổ súng. Nếu cần thiết hãy bảo trọng, xuất phát. Rõ. Thưa sếp, có nhiệm vụ à? Tôi... Anh nói lại đi, truyền điện thoại đi. Điều tra gọi. Alo, sở cảnh sát đi. Trương An Minh, một tiếng sau đến đón tôi. Tôi là cảnh sát, chứ không phải trai gọi. Này, cho anh nè. Tôi không cần, tùy anh thôi. Nên không muốn đối phó gây khó dễ thì hãy luôn mang nó bên đó. Giữ liên lạc với tôi, dừng xe phía trước đi. Chào tôi nhé. Chị Mối à, còn ngon thì làm được nữa đi. Đi chết đi. Chưa gặp qua gia lưu manh hả? Này, này, tôi thấy cô ta đánh cô. Tôi là cảnh sát, cô có muốn báo án không? Cảnh sát thì đã sao, lo chuyện của mình đi. Cô bắt một người cảnh sát cho cô đi đánh người. Cô đánh cả phụ nữ và đàn ông. Cô có thể có nguyên tắc sống không vậy? Tôi không đánh nhau vì người đó là đàn ông. Cũng không cởi đồ cho gái xem. Tôi cũng có nguyên tắc mà. Phụ nữ đánh nhau không phải vì trai sao? Không phải. Tôi làm vậy là gì? Mẹ của cô ta. Mẹ cô ta hả? Chuyện là sao vậy?
Cô ta đã nhiều ngày không về nhà, những lúc về nhà thì lại chửi mẹ mình. Cho nên tôi tát cô ta. Sao có nhiều chuyện vậy? Chuyện nhà người ta liên quan đến cô chứ. Chuyện liên quan đến mẹ cô ta thì tôi sẽ không để yên. Được rồi, sao cũng được. Cô có thể làm chuyện khác ngoài chuyện đi đánh người không? Được. Anh Trương à, ngày mai anh đến làm việc nhé. Được. Ngày mai tôi sẽ đến sớm. Được. Cảm ơn nha, cảm ơn. Ông hiệu trưởng nói là anh không thể thuê xe anh ta. Hãy nghĩ lại đi. Anh Trương, tôi xin lỗi. Không sao, tôi mới là người phải xin lỗi. Tạm biệt chị Mũi. Làm gì mà lâu quá vậy? Cho tôi đợi từ nãy giờ. Tôi xin lỗi, mau lên đi. Xin lỗi nhé. Đi thôi. Cô cảm thấy vậy là tốt sao? Anh không phải là người thông minh, sao không nói rõ hơn? Cô đang thu tiền bảo vệ hả? Có thể nói là vậy. Tôi là cảnh sát, tôi cho cô đi thực hiện các hành vi phạm pháp. Tôi còn là cảnh sát nữa không chứ? Chuyện đó thì tôi không biết. Nhưng anh khác biệt với những người khác thật. Là sao? Anh giống như là một ly nước trắng, trong sạch và tinh khiết. Rất tốt. Viện trưởng, đây là tiền của tháng này. Cũng may là có cô giúp. Nếu không, tôi không biết phải làm sao để nuôi những đứa bé này. Cô Tiêu à, cô là thiên thần của chúng tôi. Cái bà viện trưởng này trông cho cô dễ hiền lành, nhưng ánh mắt bảy có vấn đề rồi. Cái gì? Nếu không sao bảy lại gọi cô là thiên thần? Ý của anh tôi là quát quỷ sao? Cũng giống lắm. Giống thế nào chứ? Tôi cảm ơn chị Mũi lắm. Sao dặn giấy được? Cô ta vừa đánh vừa chửi cô, có gì để cảm ơn chứ? Bạn trai cũ của tôi là cò ma túy. Tôi vô hàng cho anh ta và bị bắt. Chính chị Mũi đã bảo lãnh cho tôi, còn dạy cho anh bạn trai cũ của tôi một bài học nữa. Bây giờ anh đã hiểu chưa hả? Cửa hàng này là do chị Mũi đưa tiền cho tôi mở. Nếu không tôi vẫn còn lông bông không nghề ngỗng gì cả. Tiền báo kê hả? Tôi đoán là anh sẽ nói vậy. Mỗi tháng tôi đưa một ít tiền cho chị Mũi làm từ thiện, vậy là không ai đến gây chuyện với tôi. Tôi sẵn sàng trả tiền báo kê loại này. Được, vậy nhé. Khi nào rảnh nhớ đến tìm tôi nhé. Xe không thể nào sửa được nữa, bị đứt xích rồi. Hãy đưa đến tiệm sửa xe đi. Anh thấy gì không? Tên vô dụng này là con cái kìa. Nghe đây,
Cô nên cùng đi với chúng tôi, chứ đừng đi với tên nhát gan này. Nhớ tìm tôi nhé. Họ là ai vậy? Là rác rưởi. Ông chủ, với một tay đi, nhanh lên. Đợi đấy cái xe đạp. Nhìn kia cô gái. Cô là xuất nhân sao? Cô khỏe thật đó, hãy cẩn thận. Ông chủ, sao thử xịt xích này đi. Hãy xử nếu có thể, còn không thì hãy thay sợi mới. Nó chỉ bị đứt thôi, tôi có thể xử được. Vậy để lại cho ông đi. Tôi đi đi. Chú à? Gì? Con có việc cần bàn bạc với hai người. An Tuấn, An Tuấn, ra đây nhanh lên. Chú, có chuyện gì vậy? Cậu chạy xe được không? Sao hả? Tôi đang hỏi cậu có biết chạy xe không? Cậu có thích trẻ em không? Anh Trương, anh rất đặc biệt đó. Mặc bị bình thường rất ít nói, nhưng cô ấy đã giới thiệu cậu với hiệu trưởng trường mẫu giáo. Cứ theo cô ấy học hỏi. Sau 3 tháng thử việc, anh sẽ trở thành đồng nghiệp toàn thời gian với chúng tôi. Chào mừng anh. Những đứa trẻ rất vô tội và đáng yêu. Tử lượng của tôi có thể không tốt, nhưng bình rượu này thật sự quá nhỏ. Cô quá coi thường tôi rồi. Một bình rượu đáng yêu cho một anh chàng đáng yêu. Chia cái bao búa đi. Kéo búa bao. Ai thua phải uống. Lại nào. Kéo búa bao. Kéo búa bao. Ai thua phải uống. Thua rồi. Uống đi. Tôi thích cảnh này quá. Anh thế nào rồi? Một, hai. Một, hai. Tạm biệt, đồ ngốc. Chào anh. Tôi không muốn phí thời gian. Hãy thành thật với tôi. Sao anh lại bám theo tôi?
Tôi không có, thưa anh. Điều đó tốt nhất là thật. Nếu thật là anh có làm, thì tốt nhất hãy cẩn thận. Để tôi hỏi anh lần nữa, tôi có nhận được tin là quản lý đang điều tra tôi. Anh có phải do họ cử tới chứ? Không, thưa anh. Tôi cũng không nghĩ vậy. Quản lý sẽ không quá tàn nhẫn đến nỗi cử một tân binh đến đây. Hãy tự bảo trọng đi. Mẹ, để con kể mẹ chuyện này hài lắm. Anh ta uống rượu nhiều quá đến mức nôn hết cả ra. Nhưng con thấy anh ta khá đặc biệt. Những người khác chỉ nghĩ đến việc lên giường cùng con, nhưng anh ấy thì không. Bố con là một cảnh sát tốt. Ông ấy rất bận, không thể ở bên con trong thời thơ ấu. Bệnh của mẹ rất đau đớn. Mẹ cần thuốc giảm đau. Với mẹ, bố con chắc đã làm điều gì đó sai lầm. Hãy tha thứ cho mấy, yêu thương cô mấy. Đây là tâm nguyện của mẹ. Mẹ, mẹ sao rồi? Phía trước, dừng xe lại đi. Dừng lại đi. Nhanh lên đi. Chậm chạp quá, xuống xe mau. Đồ vô dụng. Sao các người dám đấu với tôi? Các người muốn gì hả? Lên đồ nhóc lại. Tránh ra nào. Đừng phí lời nữa, con của tôi. Anh làm quá gì vậy hả? Anh làm gì vậy? Nó là con tôi mà, tôi là mẹ đó. Các người thật là... Xin chào. Hãy nói chuyện thật bình tĩnh. Hình xăm trên lưng anh ta đã làm phụ huynh quán sợ. Anh ấy không làm gì sai cả. Con cũng vậy. Cả cô Trần nữa. Vậy là lỗi của phụ huynh sao? Để tôi nói cho cô biết. Những phụ huynh đó trả lương cho chúng ta đấy. Nhưng rõ ràng là lỗi của họ mà. Cháu Mạc Lị, con làm việc ở đây bao lâu rồi? Cô trả tay với tôi vì anh ta sao? Nếu cô không vui, cô cũng có thể đi. Được thôi. Tạm biệt hiệu trưởng. Tạm biệt cô Trần. Này, Mạc Lị à, tôi xin lỗi. Cô bị sa thải gì Tuấn? Không sao. Phải, đừng lo lắng. Chú có nhiều bạn lắm. Chú sẽ tìm gì khác cho con. Đúng đó. Chúng ta giống như là gia đình vậy. Gia đình cả mà. Con làm đúng đó. Nào, thư giãn đi. Giờ con đang rất thư giãn. Trong quá khứ, trường mọi người cùng với lũ nhóc, ai cũng là cảm thấy sợ cả. Con thậm chí không dám nói chuyện với họ nữa. Hôm nay anh ấy đã đứng ở cửa xe buýt trường và bảo vệ con. Đột nhiên con cảm thấy con không còn sợ nữa. Mẹ, con biết mẹ luôn lo lắng vì con. Con
Con muốn thử bán cơm trưa. Bán cơm trưa hả? Mạc Lị à, việc đó cần con phải tiếp xúc với rất nhiều người. Con có làm được không? Anh có thể bán cơm trưa cùng với tôi không? Con không uống. Một sữa thai con uống. Bố có thể uống thay con, nhưng có rất nhiều điều bố không thể giúp con được. Đừng khiến ai thất vọng, đặc biệt là Mạc Lị. Bố, con kính bố. Ai đó? Cẩn thận. Ai mà nấu cá gì? Đừng. Tao phải dập lửa nhanh lên. Tuấn. Tôi không thù hằn gì anh cả. Hôm nay tôi ở đây là để trả thù gì cũ cho bạn tôi. Và thắng chuyện đi. Hãy đón tay đôi. Anh có càng nhiều hơn là kỹ năng. Người của anh tới chắc chắn không phải là người bình thường. Có phải là thằng Sinh không? Gửi lời của tôi đến hắn. Dù hắn muốn làm gì với tôi đã chơi đủ rồi. Nếu hắn dám làm hại đình của tôi, hãy kêu hắn đi mua bảo hiểm nhân mạng đi. Anh chỉ có mạng sống thôi. Trước khi nghĩ đến việc hạ sát ai, thì đầu tiên phải nghĩ rằng liệu có ai khóc vì anh không. Nếu có, hãy yêu mến người ấy. Đừng liều mạng với bất kỳ ai cả. Bố, chú, hai người ổn chứ? Bố ổn. Tuấn à, bố, đừng có quay lại, con đừng cũ nữa. Con đứng ở đây trước mặt bố cũng như một cái giỏ rỗng. Trái tim con vẫn đang ở dưới nhóm đó. Bố à, cậu nhóc, chúng ta có hy vọng lớn vào con. Chúng ta mong con cho chúng ta một đứa cháu. Con tốt nhất là đừng có mà làm hỏng làm ơn đi.
Tôi mừng vì anh vẫn ổn. Được rồi, đến kia. Đứng yên, hạ xuống súng, hạ xuống súng, hạ xuống. Đứng yên. Đi tìm hắn đi. Sếp, làm tốt lắm. Hay ra lại nói sao? Để bắt đến con đường đi. Có chuyện gì vậy? Hắn nói muốn giá đi. Ta đừng nghĩ mất giá này, nhưng hắn từ chối. Cứ trả cho anh ta đi. Đừng tính toán như vậy nữa. Thôi đủ rồi. Chết tiệt. Các người làm gì vậy? Đường phố. Sếp, tôi có thể giúp gì cho anh không? Tôi nghe nói cậu rất được tổng thanh tra để mắt khi còn ở viện học cảnh sát. Không tệ đâu, cậu có người ủng hộ. Có vẻ nếu như tôi muốn giữ việc, tôi sẽ phải nhờ anh báo cáo vài lời tốt đẹp với tổng thanh tra. Thưa sếp, anh hiểu lầm rồi. Thật ra tôi có người đã ném bơm xăng vào bố và anh cậu hồi tối qua. Bơm xăng sao? Họ vẫn ổn thôi, nhưng kẻ thù buộc sẽ phải tấn công một lần nữa. Thưa sếp, ta nên gửi nhân viên để bảo vệ họ. Làm sao cảnh sát có thể dính líu đến mối thù giữa các băng đảng được? Công việc của chúng ta là kiểm soát quyền lực của mọi băng nhóm. Chỉ khi ta có thể ngăn mọi vụ việc giết chóc, ngài là người duy nhất có thể giúp anh cậu. Nhưng nếu như anh cậu không giúp hắn, thì hắn chẳng là cái gì cả. Nên cậu tốt nhất là hãy thuyết phục anh mình, hãy giúp Ngạn. Chỉ có vậy thì anh ta mới có thể bảo vệ bản thân và bố của cậu nữa. Thưa sếp, tôi không thể, vì đừng mong tôi làm gì. Vậy thì chỉ có một kết quả thôi. Trước khi cậu bị chuyển đến đảo ngoài khơi, hãy chuẩn bị nhận xác của họ. Nếu đó không phải là kết quả cậu muốn, hãy nghe lời tôi đi. Có ai nhà không? Có chuyện gì sao? Tôi không tìm cậu, là cô ấy. Em đã quay lại, bố và chú đang uống vài ly. Chờ anh chút. Anh thay đồ và ta cùng uống với họ. Không cần đâu, em là cảnh sát. Những người khác sẽ nghĩ gì về em?
Nếu họ thấy em đi cùng với một cường tội phạm, anh là anh của em, em sẽ không bao giờ làm lớn chuyện cho sở cảnh sát cả. Trong thời gian em làm cảnh sát, em thường nghĩ về việc mẹ bị đau đầu. Tại sao bà ấy lại chịu đựng một người anh trai như vậy chứ? Bình à, anh là người làm em thất vọng, đừng có giận mẹ. Anh vẫn sẽ có thành tích. Anh nhớ mẹ tốt như thế nào? Vì anh hoàn toàn đã hết bệnh, hãy giúp em một việc. Hãy quay lại con đường của anh, giữ giúp bạn của anh, Ngạn, rồi trở thành người cung cấp tin cho cảnh sát. Nếu không, em không biết làm sao em có thể tiếp tục làm cảnh sát nữa. Em đã nói xong rồi. Hãy nghĩ gì đó đi. Em đi đi. Làm tốt lắm. Tôi sẽ báo với sếp. Anh sẽ có một tương lai tươi sáng. Trưởng An Minh, anh sao vậy? Có chuyện gì vậy? Có phải bố tôi làm gì anh không? Đừng bỏ qua cuộc gọi của tôi nữa. Anh là ai? Vậy anh là cậu em trai. Vì nhìn anh của anh, tôi đã biết anh ấy lớn lên thành soái ca rồi. Còn anh thì ngược lại, như một tên chậm phát triển vậy. Sao nào? Vẫn im lặng sao? Chúng ta chơi đố chữ đi. Được thôi. Nè, nè, nhìn tôi đi. Cái gì vậy? Cuối cùng cũng mở miệng rồi. Tôi hỏi anh tại sao anh có máy nhắn tin. Đây là bí mật của tôi. Bí mật thường rất đau lòng. Tôi sợ đau lòng nhất, nên tôi sẽ không hỏi anh. Nhưng tôi vẫn mong biết được. Bà chủ, sếp anh Tú này ở bên trong.
Sếp, bà chủ. Anh bạn, một người bạn khó gặp. Cẩn thận. Anh đã xe rồi sao? Hay là anh thậm chí còn không có xe? Muốn được bằng cái đi chơi sao? Xem coi anh thích chiếc nào. Cứ lấy đi. Bao lâu nữa thì cô lâm bồn? Tôi vẫn còn khỏe trong 2 đến 3 tuần nữa. Anh có cần tìm người không? Giờ tôi không còn lắm quyền ở đây nữa. Anh phải bà chủ đi. Chúng tôi đã nợ anh 10 năm. Nhưng anh lại suy nghĩ về việc quay lại với công việc nguy hiểm này. Nếu chúng tôi không cẩn thận, chúng tôi có thể nợ anh thêm 10 năm nữa. Điều đó sẽ không tốt đâu. Tất nhiên là không rồi. Chú Thế Sương. Bố, điều cô nói hoàn toàn đúng. Xã hội chỉ là xã hội. Khi có 3 lý do, khi có 3 lý do tôi... Đúng không? Nó khiến tôi vui vẻ. Tôi là một người bố không tốt. Tôi không giỏi dạy con. Nhưng tôi biết rằng nếu có người muốn hại con tôi sẽ chiến đấu bên cạnh đó. Nếu đang muốn tự hại mình, tôi sẽ rất thất vọng. Con nên biết đường về nhà. Không thể đúng không? Đi một vòng nào. Anh có thấy rắc rối không? Đó là điều tôi không thể nói với bố. Tôi muốn biết đó là chuyện gì. Tôi đã sai lầm trong quá khứ, nên tôi chưa từng có một tương lai hứa hẹn. Tôi muốn lái chiếc xe đèn cùng cô lâu nhất và xa nhất ta có thể. Nhưng bây giờ tôi phải để lại chiếc xe cho cô. Đó cũng không phải là điều tôi muốn. Xã hội quá nhẫn tâm với những người như tôi. Sếp, tôi đồng cậy vào anh. Chúng tôi sẽ không ngán đường anh. Nếu anh không làm ăn, nhảm nhí gì. Tất nhiên là không, chúng tôi điều hành việc kinh doanh hợp pháp. Để tôi phục vụ anh. Cô à, đây không phải là nhà nghỉ đâu. Anh có biết tôi là ai sao? Tôi biết. Cô rất nổi tiếng. Không thấy tôi đang tận hưởng sao? Đồ rắc rối. Đi đi. Đi đi. Cô ta không phải... Sao hả? Đúng rồi. Cô ta đi quá xa rồi. Đây là câu lạc bộ cô ta đã làm vậy. Cô ta ngồi thế đi. À, Hưng, bà vào bên ngoài đi, được. Đừng cho ai vào.
Tôi đã theo dõi anh. Đó là bí mật đúng không? Tôi không muốn biết. Đồ nhát gan. Xuống đây đi xin. À xin. Bình tĩnh, đừng manh động. Hạ xuống xuống. Anh muốn gì? Nó là con gái của sếp trưởng. Cứ bắn đi, nếu anh có gan. Đừng manh động, bắn đi. Không ai được nổ súng. Bắn đi, đừng manh động. Bắn đi. Nó hạ xuống xuống đi. Bọn xuống xuống bằng. Để yên. Để yên xuống đó. Mọi người hạ xuống xuống. Dĩ khắn, đừng xuống lên. Báo lên. Asin à, tôi có anh là ông chủ. Tôi đã ở dưới trướng của anh từ khi còn trẻ. Nhưng anh lại giao tôi cho cảnh sát. Cảnh sát trưởng, anh là cảnh sát. Anh nhờ xuống của cảnh sát để làm những việc chơi bận của mafia. Anh không thể phân biệt đúng sai. Đừng đổ lỗi cho tôi là không có lương tâm. Đồ rác rưởi. Tôi chỉ đòi hỏi anh một điều. Anh không theo dõi bố tôi chứ? Tôi tin anh. Phó cảnh sát trưởng, đây là tiền của tôi không bán nữa. Ít nhất hãy cho tôi biết lý do. Với chiếc vali này, anh sẽ không phải vào tù trong 2 năm tới. Với vali này, chỉ cần anh nói một lời, tất cả câu lạc bộ của tôi sẽ mở cửa 10 ngày nữa. Đây là một vật chứng rất quan trọng. Gửi đến đây bác cho tôi càng sớm càng tốt. Nhanh lên. Alo, tôi là Tư Định Quốc. Có muốn gặp tôi tối nay không? Gấp gì sao? Được, hẹn anh ở ngôi nhà cũ của ta.
Như thế này thì đã cao hơn giá trị của thị trường rồi. Cho tôi một cơ hội thăng tiến. Nhưng nếu tôi có thể cứu mạng anh, nó chỉ là một khoản vừa đủ thôi. Anh có biết rằng Trương An Bình có bằng chứng về hoạt động phi pháp của anh không? Hãy làm những gì anh thấy phù hợp. Thưa sếp, tôi muốn xin nghỉ việc. Giơ điện thoại đi. Thưa sếp, đó không phải là của tôi. Tôi biết. Đi với tôi. Trương Hải. Vào đi. Đội trưởng Tiêu, tôi đã đưa cho anh ta đến đây. Được rồi, ăn thôi đi. Dạ. Tôi rất vui khi nói với cậu. Ta có cùng kẻ thù. Vậy đó là Sinh. Tôi đã nhận được tin là hắn sẽ tấn công bố và anh cậu tối nay. Thưa sếp, tôi đã là bạn với anh ta rất lâu. Chỉ có tôi mới có bằng chứng đủ để bắt được hắn mà thôi. Nếu không thì anh ta có sự bảo vệ của hội đồng thành phố. Ta không thể làm gì hắn cả. Nếu cậu muốn cứu anh trai, có một cơ hội tốt trưa nay. Xin đăng bán một lô vũ khí. Cậu sẽ giả làm người mua hàng. Tôi sẽ trực tiếp dẫn đội để bắt quả tang hắn. Mọi thứ sẽ được giải quyết. Cậu nghĩ sao? Thưa sếp, đây là lệnh sao? Phải. Đi, để trước đã. Thưa sếp. Tiền đâu? Đây đã. Nghị trưởng, anh ta đến rồi. Trẻ trẻ trẻ, ngồi đi. Cậu cao giống người xa xuống ở câu lạc bộ tối hôm bữa. Cậu có làm thêm ra tiền không? Tất cả đã giao dịch với tôi đều tuân theo một nguyên tắc, và đó là giá cả hợp lý. Cậu có mang tiền không? Có. Đó là gì? Cổ vật. Cậu không phải ở đây để mua cổ vật sao? Không. Đó không phải là thứ tôi muốn.
Chàng trai trẻ, cậu nhẹ dạ quá. Vậy thì không tốt đâu. Hưng à, xem thử đi. Sếp, là tiền giả. Cậu đưa tiền giả cho tôi. Cậu chết chắc rồi. Nếu cậu có gì muốn nói thì nói đi, đừng ngần ngại. Tuấn à, bị đi bắt cóc bởi A Sinh. Hắn gửi lời là hắn muốn con đến đó. Mình là cảnh sát, con nên đến là sở cảnh sát đi. Về để họ lo. Chú à, mình đã sắp xếp cả rồi. Cậu ta dùng tiền giả để mua đồ cổ thật, nên nếu ta đến sở cảnh sát, cậu sẽ phải vào tù. Anh bạn, chúng ta đã chuẩn bị cả rồi. Tôi sẽ đợi cậu đến. Chú, tôi đi đi. Mạc Lị, về nhà đi. Nói mẹ con tối nay đến ăn cơm. Mạc Lị là một cô gái rất tốt. Theo tôi thấy, con bé sẽ là người vợ tốt. Dạ, con dâu tốt. Thế nhưng cô bố rất là mù mờ. Lễ giỗ lần thứ 10 của mẹ con là ngày 10 tháng 3 âm lịch. Nhưng bố lại quên điều đó. Bố sẽ đi coi chú con. Và bảo chú ấy đưa gì đến đây, cùng chung vui. Chúng ta sẽ cùng ăn tối và uống vài ly. Bố, đợi con đã. Con đi rồi sao? Thả tôi ra. Bố à, chuyện này là xảy ra gì con? Con phải để bố xử lý rắc rối của con. À Tuấn à, nghe bố đi. Bố đã hài lòng kêu sớm đến tuổi này. Con thì khác, con không thể vào tù nữa. Bố à, bố thường nói bố không phải là ông bố tốt. Từ ngày bố bắt con dạy đứa con vào tù, trong tim con, bố đã làm một người bố tốt rồi. Tuấn, thả bố ra Tuấn à. Con không được đi. Tuấn, anh bạn, vì anh không muốn tôi đi cùng, ít nhất hãy nói gì đi. Nếu tôi không quay lại, hãy coi bố tôi như bố anh. Em biết em không thể ngăn anh lại. Điều em muốn nói với anh là nếu anh quay lại, em sẽ đợi anh. Nếu anh không về, em cũng sẽ đợi.
干功好人歹做，弄着鸟哭成戏，专用修出一片江湖。哪有白就有黑，人生一条路，不是对，谁拢是错。我就也抗议，死嘛免伤心。为着一口气，敢有意义？嘛是拼天理，天理煞天天醉，梦梦渺渺，只想坚持。用的人找无外头的路，一句话一个人一生漂飞一世江湖。青春花只是土一个社会，真正好人歹做。做中了苦中喜，怎样不出自由的路？Đây là chuyện giữa hai ta. Thả nó ra đi. Tôi đã đợi rất lâu rồi. Tôi đã đợi anh 10 năm. Khi tôi còn trẻ, bác sĩ đã nói với tôi, tôi không thể có con được nữa. Chú Ý Tính là con nói dỗ duy nhất của tôi. Cậu giết con tôi, hôm nay tôi sẽ tận diệt anh. Trong suốt 10 năm, tôi đã để bố và em anh yên. Tôi đã chờ đợi đến hôm nay. Hãy nói xem anh muốn chết cách nào. Nói xem nào. Hãy nói đi. Nói đi. A Sinh, có điều tôi muốn nói với anh. Anh đã thất bại trong việc làm cha. Anh đã gây ra cái chết của con mình. Phải. Tôi chính là thất bại. Vậy anh muốn nói gì? Hãy đi giải thích cho Trí Tính biết đi. Thả anh ta ra. Thả ra. Hãy quỳ xuống. Anh đáng phải chết. Chết tiệt. Chết tiệt. Cảnh sát bắn chết nghị trưởng thành phố. Nó sẽ ở trang chính các báo vào ngày mai. Bóp coi đi. Bình tĩnh. Bình. Không. Làm đi. Không. Đừng dính vào đi. Không. Bình à, tôi biết anh vẫn còn mẹ phải chăm sóc. Tôi sẽ tha cho anh. Anh có thể đợi cảnh sát đến và bắt tất cả chúng ta. Và ta sẽ coi như chuyện này chưa xảy ra. Hưng. Hưng. Giờ tôi đứng lên đi.
Đừng di chuyển, nếu không chúng ta sẽ bắn. Đứng yên đó, đừng bắn. Cứu anh Tô với. Hãy tha cho anh Bình. Con xin bố. Còn ta điều tra bố. Còn ta có bằng chứng có thể khiến bố mất việc và phải vào tù. Nếu như vậy, gia đình con sẽ bị hủy hoại. Vì đó không làm con bận tâm sao? Trên An Bình, bố sẽ cho cậu ấy một kỳ nghỉ dài. Hoặc bố có thể cho cậu ấy ra Aaron. Bố có thể nói rằng cậu ấy là cảnh sát tốt. Hoặc bố có thể nói cậu ta là sĩ quan giả mạo. Bố có thể xử cậu ta tùy ý. Bố sẽ để con lựa chọn. Nếu con muốn hủy hoại cậu ta, chuyện sẽ kết thúc. Em nói gì vậy? Em chán rồi, chia tay đi. Tịnh Văn à, nói thêm một câu nữa em sẽ ghét anh. Thật tốt gì cô đã quay lại.